Đây là thời điểm lực lượng chức năng ra sức chữa cháy, giải cứu nhiều công nhân bị mắc kẹt bên trong tòa nhà. Ngày 22 tháng 7 năm 2024, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ cháy công ty sản xuất nón bảo hiểm trên đường Hương Lộ 80, phường Bình Hưng Hòa B. Theo thông tin ban đầu, hơn 7 giờ 30 cùng ngày, người dân thấy khói lửa tỏa ra từ bên trong công ty sản xuất nón bảo hiểm tại hẻm 304, đường Hương Lộ 80, phường Bình Hưng Hòa B. Ngay lúc này, lực lượng tại chỗ cố gắng dập lửa, chống cháy lan, đồng thời gọi báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Tân, đội chữa cháy khu vực 4 thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan nhanh chóng điều nhiều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Gần 9 giờ cùng ngày, đám cháy tại công ty sản xuất nón bảo hiểm cơ bản được khống chế, dập tắt. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa B cho hay, trong lúc chữa cháy, một số công nhân ngạt khói nên chạy lên sân thượng công ty. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp sau đó đã kịp có mặt giải cứu, đưa những người này xuống đất an toàn. Thủ đô Hà Nội thì không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 2, nhưng mà dưới tác động của cái hoàn lưu rìa của cơn bão số 2 thì thủ đô Hà Nội cũng sẽ có cái mưa ra vừa mưa to. Nhưng và cái lượng mưa nó ở Hà Nội thuộc khu Đông Bắc Bộ là lượng mưa đang lên tới 100 đến trên 100 mm. Khoảng thời gian mưa sẽ tập trung vào trong đêm nay đến hết của ngày 23/7. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 13 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2024, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ vĩ bắc, 108,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là 89 đến 102 km/h, giật cấp 13, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Trong những giờ tới, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Dự báo khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 7, tâm bão số 2 sẽ nằm trên khu vực phía bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 110 km về phía đông. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 và tiến sát vào đất liền rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 23 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9 và đi sâu vào biên giới Việt Nam, Trung Quốc. Về tác động của mưa thì chúng tôi dự báo là từ đêm nay trở đi đến khoảng ngày 24, ở khu vực Bắc Bộ cũng như khu vực Thanh Hóa sẽ xuất hiện một cái đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong đó cái khu vực phía Đông Bắc Bộ thì cái lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm và có nơi trên 300 mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng như khu vực Thanh Hóa cái lượng mưa ở cái mức khoảng từ 50 đến 100 mm và có nơi trên 200 mm. Và với cái lượng mưa lớn như vậy dồn dập trong một thời gian ngắn thì hầu hết khu vực vùng núi trung du Bắc Bộ cũng như phía Tây của Thanh Hóa, thậm chí là cả khu phía Tây của tỉnh Nghệ An ấy, cần hết sức đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Do dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 18 đến 20 độ vĩ bắc nối với cơn bão số 2 nên ở đảo Phú Quý và Huyền Trân đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Ở Bạch Long Vĩ có gió giật cấp 7. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, vùng biển phía đông của Bắc và giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong 24 giờ tới, phía tây bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 2 đến 4 mét. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua, mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh, sóng cao 2 đến 5 mét. Vâng, sáng nay ngày 22 tháng 7, bão số 2 đã vượt qua khu vực phía tây của đảo Hải Nam và đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ và cường độ hiện tại đang mạnh cấp 9, cấp 10 ở đảo Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và phía bắc của Nam Biển Đông, bao gồm phía bắc quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao 2 đến 4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định đề phòng triều cường cao vào chiều các ngày 22, 23 tháng 7, kèm theo nước dâng và sóng lớn gây ngập tại khu vực trũng thấp làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông tại khu vực. Ngày 22 tháng 7 năm 2024, công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng đã phải huy động gần 50 công nhân và cán bộ đơn vị xử lý khẩn tình trạng cá chết hàng loạt, nổi đầy nhiều vị trí dọc theo các kênh thoát nước và hồ điều tiết. Từ sáng sớm, các công nhân đã phát hiện xác cá nổi đầy khu vực sông Phú Lộc, đoạn trạm xử lý nước thải Phú Lộc, quận Thanh Khê. Công ty này vừa phân công công nhân vớt xác cá, vừa huy động thêm lực lượng đi ngược tuyến sông lên phía đầu nguồn để tìm nguyên nhân sự việc.
Theo khảo sát ban đầu của công ty, tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra trên diện rộng, từ khu vực kênh ở cầu Đa Cô, đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, ngược lên bãi rác Khánh Sơn, xuống hồ Hòa Phú và nhiều đoạn sông Phú Lộc. Trước mắt, các công nhân dùng phương tiện vớt xác cá để đưa đi chôn lấp, xử lý tại bãi rác Khánh Sơn. Tiếp đó, công nhân dùng chế phẩm để xử lý mùi hôi và vệ sinh môi trường. Đây là lần thứ hai trong 3 tháng qua tại thành phố Đà Nẵng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt trên các kênh thoát nước, sông và hồ điều tiết, Thanh Niên đã thông tin. Tình trạng này thường xảy ra vào mùa hè nhiều năm qua. Ngày 22 tháng 7 năm 2024, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc 3 người ở tiệm massage bị thương nặng trên địa bàn phường Tân Hưng Thuận. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, người dân sống trên đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận nghe tiếng hô hoán thất thanh bên trong một tiệm massage. Nhiều người chạy đến thì thấy một cô gái nằm gục trước tiệm, một cô gái khác chạy từ trong tiệm ra ngoài, trên người cũng bị thương nặng. Lúc này, một người nam bất ngờ rơi từ trên cao xuống đất. Theo người dân, người đàn ông này có biểu hiện bất thường và được cho là đã dùng hung khí tấn công hai cô gái rồi nhảy lầu. Cả ba người đều làm tại tiệm massage, không phải khách bên ngoài vào. Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường đưa những người bị thương vào bệnh viện và mở rộng điều tra vụ việc. Ngày 22 tháng 7 năm 2024, Tòa án Nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử vụ án tài xế xe khách Thành Bưởi gây tai nạn, làm 5 người chết trên quốc lộ 20. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Văn Tính, 44 tuổi, là tài xế của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, 11 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo Lê Dương, 33 tuổi, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, 2 năm 6 tháng tù về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, trong phần luận tội, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Định Quán đề nghị mức án từ 11 đến 12 năm đối với bị cáo Tính, 2 năm 6 tháng đến 3 năm đối với bị cáo Lê Dương. Luật sư bào chữa cho hai bị cáo cho rằng mức án Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Định Quán đưa ra hơi nặng, mong hội đồng xét xử căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, xem xét tuyên mức án thấp hơn cho bị cáo Tính. Đối với bị cáo Lê Dương, luật sư bào chữa nói rằng hiện cha của bị cáo đang bệnh nặng, mong hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo. Theo cáo trạng, Hoàng Văn Tính là tài xế hợp đồng lao động với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Mặc dù bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 5 tháng 11 năm 2023, nhưng vào lúc 0 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2023, tài xế Hoàng Văn Tính vẫn điều khiển xe khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Đà Lạt. Khi đến km 48 trên quốc lộ 20, đoạn qua ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, do không giữ khoảng cách an toàn, xe khách do Tính điều khiển đã va vào đuôi xe tải đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau va chạm, Tính đánh tay lái, điều khiển xe khách sang bên trái thì đâm vào xe khách 16 chỗ lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm 5 người chết, 4 người bị thương. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Định Quán xác định Lê Dương là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển hành khách của công ty Thành Bưởi nhưng không kiểm tra giấy phép lái xe, đo nồng độ cồn theo quy định dẫn đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Về trách nhiệm dân sự, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, công ty Thành Bưởi đã bồi thường cho gia đình các nạn nhân với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.